và chúng ta có cái biên dạng nó một nửa, lát nữa chúng ta sẽ quay tròn xoay thôi, chúng ta click chuột phải chọn đòn. Cái phần dư này là chúng ta cắt bỏ bằng cách là chúng ta chọn ở bên tay trái này nè, à, bên tay trái chúng ta chọn trim. Đây, chúng ta chọn trim, click vào trim hay chúng ta đánh nhấn phím X cũng được, trim, chúng ta cắt bỏ cái phần dư này. Với cái biên dạng này, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ràng buộc cái mặt hình học của nó. Thì ràng buộc kích thước, tôi click chuột phải chọn đòn. À, chúng ta sẽ bắt đầu ràng buộc hình học. Chúng ta chọn ở phía trên, chúng ta thấy horizontal nó có sẵn cái này, còn không thì chúng ta chọn ở đây. Chúng ta ràng buộc nó. Đó. Khi chúng ta làm vậy, cứ mỗi lần mà mentor nó báo chúng ta là chúng ta lại cứ cancel nó, ví dụ vậy. Tại vì nó đã có những cái ràng buộc đó rồi. Trong trường hợp này, những cái chi tiết này là thẳng đứng. À, đó, những cái đường ở đây nè, đó, những cái biên dạng này là cái đường line mà tôi vẽ đó, là thẳng đứng. Nói chung vậy thì chúng ta cứ làm cho nó đảm bảo. Sau khi có được cái biên dạng này rồi, chúng ta sẽ tiếp tục ràng buộc các kích thước của nó. Chúng ta sẽ ràng buộc kích thước này. Chúng ta click vào General ở đây. Cạnh cái dài nhất, lớn nhất ở đây này, chúng ta click vào đó, kéo đây. Thì trong trường hợp này, nó sẽ là 85mm. Đó, chúng ta click dấu diệt. Giờ chúng ta lại zoom more để chúng ta nhìn thấy được toàn bộ cái chi tiết đó. Cái kích thước lớn thứ hai là ở bên này nè, đó, chúng ta click vào cái chi tiết này, ở cái đường cái biên dạng ở trên đó, phía dưới này nè, chúng ta click ở đây. Thì trong trường hợp này nó chính là 18mm. Nhưng mà chúng ta 18 chia đôi, tức là chúng ta có là 9mm. Đó. Kích thước nó như vậy. Chỗ này á, chúng ta ràng buộc ở đây á là 7mm. À, chắc là quý vị các bạn làm cái điều đó cũng nhanh thôi. Chúng ta thấy ở đây đây á là 15 chia đôi, tức là 7,5. 15 chúng ta chia đôi nó trên này lên tới đây. Chỗ này á thì kích thước nó là 10. Chúng ta thì chia đôi nó là 5mm. Đó là như mặt căn bản, cái thước căn bản là như vậy rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ ràng buộc cái thước theo phương này. Cái đoạn này á chúng ta sẽ cho nó là 8mm, trên cái hình này là 8mm. Đó. Cái đoạn chỗ này á là chúng ta sẽ cho nó là 70. À, quý vị các bạn thấy là đó là 70. Cái hình chúng ta nó hơi bị méo một tí xíu ở chỗ này nè, đó, nó bị lệch như đây. Chúng ta mới click chuột thẳng vào đó và chúng ta ràng đây nè, xin lỗi. Chúng ta cứ click chuột, chúng ta chọn đòn để kết thúc cái lệnh trên. Xong chúng ta bấm chuột trái thẳng vào đó. Giờ chúng ta giữ chuột để chúng ta rê cái hình qua đây. Đó. Như vậy đi, cái đoạn từ chỗ này nè, đó. Chúng ta click vào đây nè. Đó, từ cái đoạn chỗ này nè cho đến cái đoạn ở bên cái biên dạng bên tay phải xa nhất ở đây, chúng ta sẽ cho nó là 73mm. Đó, vứt ở đây. Các cái thước đó là như vậy. Cái đoạn này là chúng ta mọi thứ chúng ta đã làm đã xong hết rồi. Cái đoạn chỗ này là 8, vân vân. Các kích thước về mặt căn bản là xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp bằng cách là gì? Chúng ta rebone nó, chúng ta click chuột phải. Chúng ta chọn Don. Click chuột phải một lần nữa, chúng ta chọn Finish Cap. À, cái phác thảo của chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta nhìn ở trong không gian 3 chiều nó là cái này. Đó. Nó là cái này. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái lệnh rebone. Chúng ta đánh rê chuột sang trái, chúng ta thấy là gì? Đó là rebone. Chúng ta click vào rebone. Chúng ta chọn cái chi tiết của chúng ta là đây. Đó. Chúng ta chọn cái profile biên dạng là đó, là chúng ta chọn trục á. Cái trục ở đây này, chúng ta click vào cái trục ở đây. Và chúng ta click OK. Đó. Đó, chúng ta có chi tiết đó rồi. Thì cái phần đầu ở phía bên này nè, chúng ta sẽ vát cho nó là đây, ở đây yêu cầu là một góc nghiêng là 45 độ, thì chúng ta dùng cái lệnh là chamfer. Chúng ta rê chuột, chúng ta thấy là ở đây nó có cái lệnh là chamfer, hay là chúng ta dùng shift và phím K cũng được, click vào chamfer. Ở đây 1.45 tức là hai cái đoạn này là nó bằng nhau. 1.45 tức là một cái đoạn như này thì chúng ta chỉ cần cho là 1mm thôi. Chứ quý vị các bạn thấy là chúng ta chọn cái S ở đây và chúng ta click trên cái phía đầu bên tay phải này nè và click OK. Tức là cái phần chamfer là xong. Ở đây á thì inventor nói là phát theo cái phương này là 2mm, nhưng mà theo phương này chúng ta thấy là đây là 15 mà xuống 10, tức là một bên này là 2.5 ly, thì chúng ta cũng dùng chamfer thôi, nhưng mà hai cái khoảng cách khác nhau. Tôi click vào chamfer, chúng ta chọn cái hai khoảng cách khác nhau. Đó, bây giờ cái khoảng cách này nè, đó, chúng ta thấy khoảng cách thứ nhất là 2 ly, khoảng thứ hai là 2.5mm. Đó, và chúng ta chọn cái cạnh, chọn ở đây. Đó, chúng ta cảm thấy là cái khoảng cách này á, như vậy thì trong trường hợp này có thể nó vát mà không có sát với lại cái đúng cái thước chúng ta yêu cầu, chúng ta có thể đảo hướng lại. Đó, và như vậy thì chuyện ở đây là ổn định rồi.
chúng ta đúng như cái điều mà chúng ta mong muốn, chúng ta click OK. Đó, cái chi tiết của chúng ta là cái này. Đó, như vậy. Thì cái phần đầu bên này nè, quý vị các bạn thấy xem là cái mô hình bên này chúng ta thấy nè. Đó, cái bên cái trục này nè. Bên trục này nè. Cái phần này nè là phần chiều sâu này là 4mm. Bề rộng này cũng là 4mm. Đó, chúng ta có 4mm. Như vậy thì cái chuyện đó chúng ta có thể cắt bỏ bớt một phần ở đây. Bằng cách là chúng ta vẽ một cái khối ở đây, chúng ta vẽ một cái biên dạng, chúng ta add rút cách thì chúng ta cắt được bên này, chúng ta cắt bên này. Thì cái chi tiết của chúng ta xem như là hoàn chỉnh. Đó, xem như là hoàn chỉnh. À, quý vị các bạn thấy như vậy, xem như là hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta quay lại cái mô hình của chúng ta. Chúng ta chọn Window, chúng ta chọn Part số 3. À, nếu như vậy muốn thì chúng ta lưu cho nó cái tên, chúng ta Save. Để đặt tên ở đây là, đó là chính là trục. Chúng ta click Save. Thì bây giờ chúng ta muốn cắt bỏ phần này, chúng ta click chuột phải, chúng ta chọn New Cat. À, chọn lên cái bề mặt bên này. Chúng ta quay cái mặt nó về mặt phẳng màn hình. Đó. Quay trở lại. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt bỏ hết một phần chi tiết bằng cách là chúng ta vẽ một cái hình chữ nhật bất kỳ. Đó. Một cái hình chữ nhật bất kỳ. Bây giờ chúng ta chỉ có nhiệm vụ là chúng ta ràng buộc cái khoảng cách này. Thực ra cái hình này nó dư ra ngoài không sao hết. Tức là chúng ta sẽ thấy là nó không có ảnh hưởng gì cái hình của chúng ta. Và click vào General Dimension. Và chọn cái tâm này nè. Chọn cái đường này. Đó. Chúng ta cho cái khoảng cách đó là 2mm. Dấu duyệt à, mà chúng ta click chuột phải một lần nữa chọn Don, click chuột phải chọn Finish Cut à. Chúng ta có cái chi tiết đó như vậy rồi ha. Thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Tức là chúng ta sẽ dùng cái Extrude. Chúng ta dùng Extrude, chúng ta chọn cách, chúng ta chọn cái biên dạng là ở đây. Nhưng mà chiều sâu cắt xuống phía dưới là 4mm. Đó, cái chiều đó chúng ta xem coi cái chiều nó cắt hay chiều nào à. Và chúng ta click OK. Đó, như vậy cái phần tương tự ở phía bên kia chúng ta cũng làm giống vậy thôi. Chúng ta click chuột phải chọn New, giống y hệt vậy. Do vậy mà tôi sẽ làm rất là nhanh. Giờ tôi vẽ cái hình giống vậy. Đó. Chúng ta lại ràng buộc y hệt giống như vậy nữa. Đó, giống y cái điều mà chúng ta thấy ở đây. Đó, chúng ta cũng cho 2mm. Và click Done, click Finish Cut. Chúng ta chọn Extrude ở đây. Chúng ta sẽ cắt bỏ một phần 4mm giống vậy. Đó, chúng ta xem cái chiều của nó và click OK. Như vậy thì sau khi làm cái thao tác đó xong thì tôi đã có được cái trục như tôi mong muốn à, đúng với các kích thước vân vân. Chúng ta thấy là cái trục đó nhìn vô cái mô hình đó chúng ta đó, cái chi tiết hồi nãy đó, đây nè, đó nguyên cái mô hình lắp ghép thì chính cái trục nó chính là cái này, chính cái trục mà chúng ta xong. Vậy thì chúng ta tới chỗ này thì chúng ta hoàn thành được khoảng 3 chi tiết. Sau này chúng ta cứ lần lượt vẽ xong thì chúng ta lắp vô thôi. Đó, quý vị có thấy là ở đây này chúng ta có được cái trục đó, cái trục này xong rồi thì bây giờ chúng ta save lại đó, chúng ta lưu được cái chi tiết đó. À, quý vị và các bạn thân mến, tức là tới chỗ này á, tới đây á, thì coi như là chúng ta đã thực hiện những cái lệnh về mặt cơ bản, là các cái lệnh mà cũng rất là quen thuộc thôi. Tới đây chúng ta có thể làm nhanh được rồi, chúng ta vẽ các chi tiết. Tới thì trong cái phần bài sau tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn chúng ta cùng làm các cái chi tiết khác có mức độ phức tạp hơn, để sau đó chúng ta sẽ có được một cái bản lắp ghép toàn bộ của cái bản lưu này. Chúng ta tạo các hình chiếu từ nó, chúng ta tạo bản phân rã, chúng ta tạo các cái bản kê, bản thống kê vật tư vân vân. Thì hy vọng quý vị các bạn sẽ làm lại những cái bước giống vậy, chúng ta thực hiện các cái bước ở nhà. Có thể là chúng ta chọn cho chúng ta một cái chi tiết nào đó để chúng ta thực hiện, hay là những cái cơ cấu đã tôi vẽ thì chúng ta lắp vào. Để chuyện đó chúng ta sẽ được thấy là cái mức độ hiệu quả của Inventor trong chuyện thiết kế 3D. Tới đây thì bài học của chúng ta tạm kết thúc. Kính chúc quý vị và các bạn thành công. Thân ái, chào tạm biệt.